Mày không phải làm thêm giờ à? Tao không. Hôm nay tao được về sớm. Cuối tháng rồi, anh chủ phát tiền lương cho mọi người về sớm để đi ăn liên hoan ý mà. À, ăn gì tao bao? Thôi, mày phải đi làm thêm vất vả mới có tiền. À, mày để tiền đấy để đóng tiền nhà với tiền điện nước đi. Cô chủ nhà giục rồi đấy. Đã đến hạn rồi à? Ừ, chắc tao cũng phải gọi điện về nhà xin tiền mẹ đóng. Mình tao trả cho, bao giờ có tiền trả tao sau cũng được. Thúy, có thể đưa thủ khoa hồi cấp 3 đây không? Ồ đúng rồi, Trinh này, hồi trước hay coi bài mày đấy, dạo này thế nào rồi? Đừng có nói là suốt ngày chỉ có ăn với cả học như tao đây này. Một ngày đi làm mẫu ảnh cũng được vài trăm. Nếu mà cần ý, thì để tao giới thiệu cho nhá. Thôi, Thúy nhà tao đây thì không cần phải đi làm, lúc nào cũng giành được học bổng. Bố mẹ không bao giờ phải bỏ ra một chi phí nào cho nó đi học luôn. À, thế đã được chưa nhở? Thế thôi nhá, bây giờ tao với cả Thúy phải đi ăn mừng đây. Lại giành được học bổng tiếp rồi. Đi ăn mừng nhá, đi. Sao lúc nãy mày lại nói như thế? Tao có được học bổng gì đâu. Thế chả nhẽ mày cứ đứng ở đấy để cho nó trêu chọc mày à? Nhưng mà bạn bè xung quanh ai cũng đi làm có tiền hết rồi. Hay là mày giới thiệu tao ra chỗ làm của mày đi. Mày cứ tập trung vào học hành đi. Nhưng mà mẹ tao không nuôi nổi tao học ở trên này nữa rồi. Thế mày biến điều tao vừa nói thành sự thật đi. Kiếm học bổng, đỡ đần được cha mẹ còn gì. Tao đi làm đấy nhá. Mày cứ để cửa đấy, tí tao về tao khóa cho. Ừ. Thôi tính toán làm gì, học bài đi. Cuối tuần này tao về xin tiền mẹ để trả mày nhá. Tao bao giờ trả được. Mày học bài đi, tao đi làm đấy nhá. Con chào mẹ. Ơ, sao về đột ngột thế con? Tại vì con nhớ mẹ đấy. Xử bố cô. Mẹ nấu cơm à? Ừ đây. Thôi để con nấu cho. Mẹ ơi, cho con xin. Đâu, đưa bát mẹ sờ cơm cho. Con về, không báo trước, mẹ không kịp đi chợ. Con ăn tạm nhé. Ăn đi con. À, con bảo xin cái gì nhỉ? Dạ không ạ. Mẹ ăn cơm đi ạ. Ừ, con ăn đi. Con mời mẹ ăn cơm ạ. Ừ, ăn đi con. Lên sớm đấy, tao tưởng mày ở lại chơi đến hết chủ nhật. Ừ. Tao bảo này, hay là mày cho tao đi làm ở chỗ mày đi. Sao? Nhà mày có việc gì à? Không. Chỉ là bạn bè xung quanh ai cũng đi làm thêm kiếm tiền hết rồi. Tao cũng muốn như thế. Việc học của tao và việc học của mày khác nhau hoàn toàn mà. Lịch học của mày bận bù đầu như thế, nếu như mà bây giờ mày đi làm, mày định bỏ bê việc học à? Tao biết là mày lo cho mẹ của mày, nhưng mà tao nghĩ bây giờ mày nên tập trung vào học để giành lấy học bổng hơn đấy. Còn nếu như mà chẳng may mày không giành được lấy học bổng được ý, thì tao sẽ giới thiệu cho mày một công việc khác phù hợp hơn. Cảm ơn mày nhá. Thank you.
trung việc học của con. Những việc khác ấy, mẹ lo được. Mẹ ơi, cho con xin. Đó, đưa bát mẹ sửa cơm cho. Con về không báo trước, mẹ không kịp đi chợ. Con ăn tạm nhé. Này, này, nằm cho hẳn hoi vào, nằm thế là đau cổ đấy. Mấy giờ rồi mày? 6 giờ sáng rồi. Chết, này tao phải thi môn, mày cứ dừng bỏ mày cho tao với. Ăn sáng đã. Thôi không kịp giờ thi mất. Bổng à? Thôi lần sau cố gắng cũng được mà. Mày ơi, tao nhận được học bổng rồi. Tao đứng đầu luôn. Ôi, tao biết là mày làm được mà. Tao phải gọi điện về cho mẹ tao mới được. Alo. Mẹ à, tao nhận được học bổng rồi mẹ. Việc học phí nữa đâu mẹ ạ. Thật hả con? Vâng. Thôi con tắt máy mẹ nhá. Ta làm được rồi mẹ ơi. Nói thật với mày, những lúc nhìn thấy chúng mày độc lập về tài chính, tao cảm thấy stress lắm. Ta nói rồi, mỗi người một cuộc sống khác nhau. Mày cứ so cuộc sống của chúng nó lên người mày làm gì? Nghe chưa? Tao báo cho mày một tin vui, sáng tháng tao đi làm thêm đấy. Thật á? Ừ. Đi làm gì, đi làm gì? Sáng tháng là tao thi xong rồi, tao đi làm gia sư đấy. Ôi, thế là tao lại phải ghen tị với mày đấy nhá. Ừ, đùa cái gì đấy, đừng có nói là mày giận thật đấy nhá. Ai rảnh, bây giờ phải đi ăn mừng. Được, chầu này tao không.